Hi everyone, welcome back to lờiGiảiHay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lờiGiảiHay.com. Today we learn Unit 4, Global Warming. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về bài số 4, nói về hiện tượng nóng lên toàn cầu. Lesson 3, can you talk about an energy project? Write personal lesson requesting detailed information. Writing skill, using indirect questions in formal letters. Trong bài số 3 ngày hôm nay, trong tiết học số 3 thì các em sẽ được học cách nói về một dự án năng lượng và sẽ viết một bức thư cá nhân đưa ra yêu cầu về thông tin chi tiết. Trong phần kỹ năng viết, các em sẽ sử dụng câu hỏi gián tiếp trong một bức thư trang trọng. Bây giờ các em sẽ cùng nhau nhìn vào phần Let's Talk. In pairs, what do you think the picture shows? How can we stop that change from happening? Bài này có yêu cầu như sau. Hãy làm việc theo cặp. Bạn nghĩ rằng bức tranh đã thể hiện điều gì? Và làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn sự thay đổi đó xảy ra? Bây giờ các em sẽ nhìn bức tranh trong sách giáo khoa. Vậy các em thấy rằng bức tranh đã thể hiện cái gì nhỉ? Đầu tiên ở bên này bầu trời đúng không? Xanh đúng không? Cây xanh, cỏ rất là xanh. Nhưng mà mặt khác ở bên phía còn lại đúng không? Cây cối thì còn xác xơ, bầu trời thì đã chuyển sang màu xám và nước và đã chuyển thành đất đúng không? Cái chỗ bãi cỏ xanh đã chuyển thành một cái nơi khô hạn đúng không? Vậy thì tôi nghĩ rằng bức tranh này muốn thể hiện đó chính là sự thay đổi gì nhỉ? Sự thay đổi và tác động xấu đối với môi trường đúng không? Khi mà con người phá rừng để xây dựng các nhà máy, các em nhé. Đó. Vậy thì chúng ta có thể ngăn chặn việc này xảy ra bằng cách là gì nhỉ? Chúng ta có thể trồng thêm nhiều cây xanh, đúng không? Hoặc là có thể là gì nhỉ? Ban hành các loại luật lệ cấm chặt phá rừng bừa bãi để xây dựng nhà máy, được chưa nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nói. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng là bức tranh thể hiện sự thay đổi, đúng không? Và tác động xấu với môi trường khi mà con người phá rừng để xây dựng các nhà máy. Đầu tiên chúng ta vào phần Let's Talk. Ý đầu tiên các em sẽ trả lời: bức tranh đang thể hiện điều gì, đúng không? Vậy các bạn sẽ nói: I think the picture want to show. I think the picture want to show the changes. Want to show the change and bad impact on the environment. On the environment. When people destroy forests, to build factory. OK. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ nói rằng là gì nhỉ? Tôi nghĩ rằng bức tranh muốn thể hiện sự thay đổi và tác động xấu đến với môi trường khi mà con người phá hủy rừng để xây các nhà máy. Tiếp theo, chúng ta có thể ngăn chặn bằng việc là gì nhỉ? We can prevent that change by, chúng ta có thể ngăn chặn việc này bằng cách là thứ nhất là có thể là gì? Plant more trees, trồng thêm nhiều cây xanh đúng không? Or promulgate
Laws. Ban hành các luật lệ đúng không? Prohibiting indiscriminate deforestation. To be a factory. Đó, hoặc là ban hành các loại luật lệ cấm chặt phá rừng để xây dựng nhà máy. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói lại nhé. I think the picture wants to show the change and bad impact on the environment when people destroy forests to build factories. We can prevent that change by plant more trees, promulgate laws prohibiting indiscriminate deforestation to build factories. Rồi, vậy chúng ta vừa hoàn thành xong phần last talk. Bây giờ các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ sang phần listening, kỹ năng nghe. A. Listen to the interview. What is Emma's main point? Bài này yêu cầu chúng ta là hãy nghe một cuộc phỏng vấn, đúng không? Và điểm chính của Emma là gì? Number one, people don't need to know more about the project. Câu số 1 nghĩa là mọi người không cần biết thêm về dự án. Number two, people know enough. Câu này có nghĩa là mọi người đã biết đủ rồi. Number three, people need to know more about the project. Câu số 3 có nghĩa là mọi người cần biết thêm về dự án này. Rồi, và chúng ta sẽ đọc luôn phần yêu cầu B. B. Listen and circle the correct answers. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy nghe và khoanh tròn và đáp án đúng. Chúng ta sẽ cùng đọc các câu hỏi. Trong này có 4 câu hỏi. Number 1. What is being built? Cái gì đang được xây dựng? A. A wind farm. Một trang trại gió. B. A nuclear power plant. Một nhà máy điện hạt nhân. C. A coal power plant. Một nhà máy điện than, đúng không? Number 2. What have people been told already? Câu này có hỏi là mọi người đã được thông báo những gì rồi, đúng không? A. How much it will cost? Nó sẽ tốn bao nhiêu tiền này? B. Where it will be? Nó sẽ nằm ở đâu? And C. That it will reduce pollution. Và C là thông báo rằng nó sẽ làm giảm ô nhiễm. And number 3. What is a current problem in the area? Vậy vấn đề hiện tại trong khu vực này là gì? A. A lot of traffic. Xe cộ rất là đông đúc. B. High unemployment. Tỷ lệ thất nghiệp rất là cao. C. High electricity prices. Giá điện cao. Number 4. What is Emma worried the project will cause? Câu số 4 có hỏi là Emma đang lo lắng dự án sẽ gây ra điều gì? A. Traffic jams, tắc đường đúng không? B. Pollution, ô nhiễm. C. Higher electricity prices, giá điện sẽ cao hơn. Bây giờ các em sẽ cùng nhau nghe băng và các em sẽ cùng nhau trả lời hai phần, đó chính là phần A và phần B. Các em sẽ được nghe file nghe số 53. Kem chú ý nghe nhé. Unit 4. Global warming. Lesson 3. Listening. Listen to an interview. Welcome back. I'm here talking to Emma Ishins about the new nuclear power plant project. Hello. So Emma, most people think the power plant is a great thing. What do you think? I don't think people know enough about it.
Oh? We have been told how it will reduce pollution and reduce electricity prices, which is a great thing, but there is so much more. I see. People need to know how long the project is going to take. Okay. It may reduce pollution, but when will it start to help? They also need to know how many jobs the project will create. There are lots of unemployed people in this area. Is the project going to create enough jobs for the local people? Yes. Very interesting. What else? They need to think about how the project will affect the roads and transport. A lot of materials will need to be moved around the city. I worry it will create traffic jams. Will people be late for work? These things are important. Yes, they are. And what about the dangers? We have all heard of nuclear power and know it can be dangerous. Are we safe having this nuclear power station so close to us? Some very good points. That's all we have time for. Thanks for joining us, Emma. Thank you. Rồi, các em vừa nghe xong một đoạn hội thoại, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào phần transcript nhé. Đây là một đoạn hội thoại giữa một MC, đúng không? Và một người có tên là Emma đang nói về trong một cuộc phỏng vấn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đoạn hội thoại này. MC: Welcome back. I'm here talking to Emma about the nuclear power plant's project. Chào mừng đã quay trở lại. Tôi đang ở đây nói chuyện với Emma về một dự án nhà máy điện hạt nhân mới. Emma: Hello. Và Emma nói là gì? Xin chào, đúng không? MC: So Emma, most people think the power plant is a great thing. What do you think? Vì vậy Emma, hầu hết là mọi người đều nghĩ rằng nghĩ rằng nhà máy điện là một điều rất tuyệt vời. Bạn nghĩ sao? Emma: I don't think people know enough about it. À, tôi không nghĩ rằng mọi người biết đủ về nó đâu. MC: Oh. Emma. Emma nói tiếp này. We have been told how it will reduce pollution and reduce electricity prices, which is a great thing, but there's so much more. Và Emma có nói là gì nhỉ? À, chúng tôi đã được cho biết nó sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường và giảm hóa đơn tiền điện, đúng không? Như thế nào? Và cả điều đó là một điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà còn rất nhiều điều nữa cơ. MC: I see. Tôi hiểu rồi. Emma: People need to know how long the project is going to take. Và Emma có nói là gì nhỉ? Mọi người cần phải biết dự án sẽ kéo dài bao lâu nữa cơ. MC: Okay. Được rồi. Vậy Emma có nói tiếp. It may reduce pollution, but when will it start to help? They also need to know how many jobs the project will create. There are lots of unemployed people in this area. Is the project going to create enough jobs for the local people? Và Emma nói tiếp là gì nhỉ? À, nó có thể làm giảm ô nhiễm môi trường, đúng không? Nhưng mà khi nào nó mới bắt đầu có tác dụng? Đó, họ cũng cần biết là dự án sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm. Và có rất nhiều người đang thất nghiệp ở trong khu vực này. Và cái dự án có tạo đủ ra công ăn việc làm cho người dân địa phương hay không? Đó, MC: Yes. Very interesting. What else? À, đúng vậy, đúng không? Rất là thú vị. Vậy còn điều gì nữa không? Và em nói tiếp. They need to think about how the project will affect the roads and the transport. A lot of materials will need to be moved around the city. I worry it will create traffic jams. Will people be late for work? These things are important. Và Emma có nói tiếp là gì nhỉ? Họ cần suy nghĩ xem là cái
dự án sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đường xá và giao thông, đúng không? Rất nhiều vật liệu sẽ cần phải được di chuyển xung quanh thành phố và tôi lo lắng rằng nó sẽ tạo ra cái việc ùn tắc giao thông và mọi người sẽ đi làm muộn chứ, đúng không? À, và những điều này rất là quan trọng. MC, yes, they are. Đúng vậy. Và Emma còn nói tiếp là gì nhỉ? And what about the dangers? We have all heard of nuclear power and know it can be dangerous. Are we safe having this nuclear power station so close to us? Còn những điểm nguy hiểm thì sao? Đúng không? Tất cả chúng ta đều được nghe nói về năng lượng hạt nhân. Nhưng mà không ai biết rằng là nó có thể nguy hiểm như thế nào. Chúng ta có an toàn không khi mà nhà máy điện hạt nhân này quá gần với chúng ta? Và đem chị nói là gì? So very good praise. That's all we have time for. Thanks for joining us, Emma. Một số điểm rất là tốt, đúng không? Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể có thời gian dành cho nội dung này. Và cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi, Emma. Và Emma có nói là thank you. Cảm ơn bạn. Rồi, vậy chúng ta vừa hoàn thành xong. Vậy chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Cái bài phỏng vấn Emma này nói đang nói về cái gì? Trong bài có nói là gì nhỉ? Có phải là mọi người không cần biết về dự án này không? Không phải, đúng không? Mọi người biết đủ chưa? Chưa đủ, đúng không? Vậy thì đáp án trong câu này phải là đáp án số 3. Đó là mọi người cần biết thêm về dự án này. Đáp án số 3. Đó. Bởi vì trong bài có nói là gì nhỉ? I don't think people know enough about it. Tôi không nghĩ rằng mọi người biết đủ về điều đó đâu. Đó. Xong nó nói là gì? But there's so much more. Nhưng mà còn nhiều hơn nữa cơ, đúng không? Nghĩa là có rất là nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Ok, next. Nào phần B. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời 4 câu hỏi bên dưới nhé. Now, number 1. What is being built? Đang xây dựng cái gì, đúng không? Vậy các bạn sẽ đọc trong bài và thấy rằng chúng ta có một thông tin như sau. Câu đầu tiên trong bài, MC có nói là gì nhỉ? I'm here talking to Emma about the new nuclear power plants project. Tôi ở đây và nói chuyện với Emma về một dự án nhà máy điện hạt nhân mới. Đó. Về một dự án điện hạt nhân mới đây này. Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là đang nói về, đang sẽ xây dựng về cái gì? Nhà một cái dự án điện hạt nhân mới. Đó. Vậy thì cái mà đã sắp đang xây dựng lên, đúng không? Đó là gì? Đó là nhà máy điện hạt nhân mới. Vậy đáp án sẽ là đáp án B. Nuclear power plants. Ok, next number 2, câu số 2. Mọi người đã biết được điều gì rồi, đúng không? Vậy trong bài có nói rằng là gì nhỉ? Chúng ta sẽ thấy trong bài có nói là gì nhỉ? It may reduce pollution, but when will it start to help? They also need to know how many jobs the project will create. Đây. Nó có thể là giảm ô nhiễm môi trường, nhưng mà khi nào thì nó mới bắt đầu có tác dụng, đúng không? Họ cũng cần biết rằng cái dự án này sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm. Đó, dự án này sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm. Vậy đang liên quan đến, đang quan tâm về cái việc làm sẽ tạo ra, đúng không? Và có một cái điều họ đã biết rồi là gì nhỉ? Cái dự án này sẽ gì? Nó có thể làm giảm ô nhiễm môi trường, đúng không? Đó, nó giảm ô nhiễm môi trường. Vậy thì đáp án trong câu số 2, giá tiền thì chưa biết này, xảy ra ở đâu thì cũng chưa biết này, đúng không? Nhưng mà họ biết rằng là nó sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường. Do vậy chọn đáp án C. Ok, next number 3. Tiếp tục câu số 3. What is the current problem in the area? Vậy cái vấn đề hiện tại là gì? Vấn đề xảy ra hiện tại là gì, đúng không? Vậy chúng ta sẽ thấy trong bài M có lo lắng về cái vấn đề này. Nó là gì nhỉ? There are lots of unemployed area in
this area. Unemployed people in this area. Hiện tại là có rất là nhiều những người mà gì nhỉ? Thất nghiệp trong khu vực này. Đó, có rất nhiều người thất nghiệp trong khu vực này. Đó. Is the project going to create enough jobs for the local people? Vậy dự án có tạo đủ công ăn việc làm cho người dân địa phương hay không? Đúng không? Vậy thì cái vấn đề hiện tại là cái vấn đề thất nghiệp rất là nhiều đang xảy ra. Vậy câu số 3 các bạn sẽ chọn đáp án đáp án B. High unemployment. And the last one, number 4. Và cuối cùng các em nhìn vào câu số 4. What is Emma worries the project will cause? Vậy Emma đang lo lắng dự án này sẽ gây ra điều gì đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ thấy trong bài có một đoạn, có một câu nói như sau. They need to think about how the project will affect the roads and transport. Chúng ta cần phải nghĩ rằng là cái dự án đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đường xá và giao thông, đúng không? A lot of material will need to be moved around the city. Rất là nhiều những vật liệu sẽ cần phải được di chuyển xung quanh thành phố. I worry, đây rồi, I worry, it will create traffic jams. Tôi rất là lo lắng là nó sẽ tạo ra cái gì đấy. Mình có từ traffic jam, đó chính là ùn tắc giao thông. Đó. Vậy cái cô này cô đang lo lắng là nó sẽ gây ra gì nhỉ? Sẽ gây ra ùn tắc giao thông. Vậy đáp án câu số 4 chúng ta sẽ chọn đáp án gì nhỉ? Đáp án A, traffic jam chính là gây ra ùn tắc giao thông nhỉ. Yeah. Rồi. Đó. Vậy chúng ta vừa hoàn thành xong phần B. Và chúng ta đã có các dẫn chứng trong bài, cô đã gạch chân giúp các bạn để hiểu rõ hơn về bài nghe. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần C nhé. Các bạn cùng nhìn vào phần C. In pairs, how would you feel if this type of energy source was being built in your town? Why? Câu này có hỏi là hãy làm việc theo cặp. Bạn cảm thấy thế nào nếu mà cái loại nguồn năng lượng này, đúng không, được xây dựng trong thị trấn của bạn và tại sao? Rồi, bây giờ nếu mà cái nguồn năng lượng này đó chính là năng lượng hạt nhân ấy, đúng không, được xây dựng trong thị trấn thì mình nghĩ rằng nó sẽ rất là gì? Nó sẽ giúp mọi người, giúp ích cho đời sống của mọi người dân, đúng không? Bởi vì nó giảm ô nhiễm không khí, đúng không? Giảm ô nhiễm nguồn nước và đặc biệt là giảm hóa đơn tiền điện nhá. Đó, vậy thì cái đây là một cái, đây là một cái dự án rất là tốt, đúng, cái nguồn năng lượng này rất là tuyệt vời bởi vì nó giúp rất nhiều cho người dân của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta có thể trả lời như sau. Rồi, đây là chúng ta sẽ vào phần, đó là phần listening C. Phần C. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta trả lời là gì nhỉ? I think, tôi nghĩ rằng luôn, I think it will have people life a lot because it helps to reduce air pollution. Water sources and especially electricity bill. Okay. Đó. Vậy tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp ích cho đời sống người dân rất là nhiều này, đúng không? Và bởi vì là nó sẽ giúp giảm ô nhiễm không khí này, đúng không? Ô nhiễm nguồn nước và đặc biệt là giảm hóa đơn tiền điện. Vậy chúng ta sẽ nói như sau. I think it will help people's life a lot because it helps to reduce air pollution.
water sources, and especially electricity bills. Rồi, chúng ta vừa hoàn thành xong phần listening C. Bây giờ các em sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần reading. Các em sẽ nhìn vào phần reading nhé. A. Reads William letter. Who is the letter to? Bài này có yêu cầu như sau. Hãy đọc bức thư của William, đúng không? Và bức thư này gửi cho ai? Number one, a newspaper, một tờ báo. Number two, an organization building a dam, một tổ chức xây đập. Number three, an environmental charity, một tổ chức từ thiện về môi trường. Bây giờ các bạn sẽ đọc đoạn văn này. Các em sẽ cùng nhau nhìn đoạn văn. Chúng ta sẽ đọc và dịch nghĩa đoạn văn này trước. Nào, phần reading. Ted for energy. 114 Clasper Way. Hick Latin. DN57XR. Đầu tiên là năng địa chỉ, đúng không? Năng lượng Ted Ford. 114 đường Mock, đúng không? Hick Latin này. Có mã số là gì? DN57XR. Dear sir or madam. Gửi ông hoặc là bà. Chúng ta sẽ cùng xem. My name is William Torbury, and I am a journalist for the Hickleton Herald newspaper. I am researching for an article about the hydroelectric dam in Hickleton. I am writing to ask for more information about the project. Tên tôi là William Torbury, và tôi là một phóng viên báo chí cho tờ báo có tên là Hickleton Herald, đúng không? Và tôi đang nghiên cứu cho một bài viết về đập thủy điện, về một đập thủy điện ở Hickleton. Và tôi đang viết bức thư này để hỏi thêm thông tin về dự án này. I would like to know how long the project is going to take. There are many unemployed people in Hickleton, and more jobs would help a lot. People would be happy to hear that the project will finish quickly. And jobs will be available soon. Tôi muốn biết dự án sẽ mất bao lâu để hoàn thành, đúng không? Và có rất là nhiều người thất nghiệp ở Hickleton và nhiều việc làm hơn sẽ giúp ích rất là nhiều cho họ. Mọi người sẽ rất là vui khi biết rằng dự án sẽ hoàn thành nhanh chóng và sẽ sớm có việc làm. Could you also tell me about its environmental impact? Dams require a reservoir to be made, and the water of a river has to be redirected. The local people would be happy to hear that it will not cause much environmental damage. Vậy đoạn này có nghĩa là gì nhỉ? Bạn cũng có thể cho tôi biết về tác động môi trường của nó. Các con đập đòi hỏi là phải có một cái hồ chứa và nước của một con sông phải được chuyển hướng, đúng không? Và người dân địa phương sẽ rất là vui khi mà nghe tin rằng là nó sẽ không gây nhiều thiệt hại về môi trường. I would also appreciate you telling me about how electricity prices may change. The prices are very high now here. It would be great to report that the prices will decrease. Và tôi cũng sẽ đánh giá cao cái việc bạn cho tôi biết giá điện có thể thay đổi như thế nào. Và giá ở đây thì sẽ rất là cao, đúng không? Nó sẽ thật tuyệt vời khi báo cáo rằng giá sẽ giảm đi. Finally, I would like to know about how the dam will look. Hickleton is a very beautiful town. And people travel here for tourism. People want to know that the dam will not make fewer people want to travel here.
Và cuối cùng thì tôi muốn biết là con đập sẽ trông như thế nào. Hecklaton là một thị trấn rất là đẹp và mọi người ở đây, mọi người đến đây để đi du lịch, đúng không? Và mọi người muốn biết rằng là con đập sẽ không khiến ít người muốn biết, muốn đến đây du lịch hơn. Đó. I look forward to hearing from you. Your faithfully, William Torbury, Hecklaton Herald Newspaper. Và tôi mong muốn được nghe tin từ bạn. À, trân trọng, đúng không? Ký tên của bản thân. Ký tên là William Torbury. Và sau đó thì viết lại cái chỗ phần nơi công tác, đó chính là Hecklaton Herald Newspaper. Vậy đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là cái bức thư này gửi cho ai nhỉ? Sau khi đọc xong thì các bạn thấy rằng cái bức thư này đang gửi cho một tổ chức xây đập nhá. Một tổ chức xây đập. Các em có thể thấy rằng có nói là gì nhỉ? I am researching for an article about the hydroelectric dam in Hecklaton. Đó. Tôi đang nghiên cứu một bài báo nói về cái đập thủy điện đó ở Hecklaton. Do vậy nên bài báo này đang gửi cho một cái đập thủy điện nhá. Đáp án là đáp án số 2 là chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi trong phần B. B. Read and answer the question. Đọc và trả lời các câu hỏi dưới đây. Chúng ta có 6 câu hỏi. Number 1. What is William writing an article about? Bài này có hỏi là William đang viết một bài báo về cái gì? Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau đọc bài và thấy rằng nhá, và thấy rằng William viết bài báo về cái gì? Vậy các em thấy trong một bài báo này có nói là gì nhỉ? I am researching for an article about the hydroelectric dam in Hecklaton. Đó. Tôi đang nghiên cứu về một bài viết về đập thủy điện ở Hecklaton. Vậy bài báo đang viết về cái gì? À, viết về cái đập thủy điện ở Hecklaton, đúng không? Vậy câu số 1 các em sẽ trả lời chính là gì nhỉ? The hydroelectric dam. Hydroelectric dam. Có thể nói thêm là in Hecklaton rồi, hoặc là không cũng được nhé. Rồi, tiếp tục câu số 2. Why do local people want the project to complete it quickly? To be completed quickly. Câu này có hỏi là tại sao người dân địa phương lại mong muốn dự án hoàn thành nhanh chóng, đúng không? Rồi, tại sao lại muốn hoàn thành nhanh nhỉ? Vậy các bạn sẽ thấy thông tin trong bài có một câu nói là gì nhỉ? People would be happy to hear that the project will finish quickly and jobs will be available soon. Đó, chính là câu này. Mọi người sẽ rất là vui khi mà biết rằng là dự án sẽ được hoàn thành sớm và công việc, đúng không? Và việc làm sẽ sớm có. Đó, việc làm sẽ sớm có. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là because, bởi vì là gì nhỉ? Bởi vì là việc làm sẽ sớm có, đúng không? Sẽ có nhiều việc làm hơn. Vậy là chúng ta sẽ nói là because jobs will be available. Đó, bởi vì là công việc sẽ có sớm, đúng không? Có sẵn. Rồi, ok, next number 3, chúng ta cùng xem câu số 3. What needs to be made about the dam? Câu này có hỏi là những gì cần phải được thực hiện trên đập? Đó, trên đập thì có cần phải thực hiện những cái việc gì? Đó. Vậy trong bài các em sẽ thấy rằng là gì nhỉ? Trên đập chúng ta sẽ thấy nhá, có một câu là gì? Dams require a reservoir to be made. And the water of a river has to be redirected. Các con đập thì đòi hỏi phải có một cái gì? Phải có một cái hồ chứa, đúng không? Và nước của cái con sông ấy
đúng không? Phải được di chuyển hướng nhá, phải được chuyển hướng. Vậy chúng ta thấy rằng cần phải có cái gì về con đập? À, đó chính là một cái hồ chứa. Vậy em sẽ điền cụm từ là a reservoir. Reservoir. Đó, một cái hồ chứa các bạn nhé. Ok, next one, number 4. Chúng ta cùng xem câu số 4. What are energy prices like in Hickleton? Câu này có hỏi là cái giá năng lượng ở Hickleton như thế nào? Bây giờ các bạn sẽ thấy trong bài nói đến cái giá năng lượng ở đây như thế nào nhỉ? À, trong bài còn nói đến là gì? I would also appreciate you telling me about how electricity price may change. The prices are very high here. Đây. Cụm từ đây. À, tôi cũng sẽ đánh giá cao việc bạn cho tôi biết là giá điện có thể thay đổi như thế nào này, đúng không? À, cái giá ở đây hiện nay rất là cao. Vậy thì trả lời câu này, giá điện hiện nay ở Hickleton đang rất là gì? À, rất là cao, đúng không? Vậy Ken sẽ trả lời là very high. Đó, hiện tại đang rất là cao. And number 5. Why do people want the dam to look nice? Câu này có hỏi là tại sao mọi người lại muốn cái đập trông thật là đẹp? Tại sao nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ thấy thông tin trong bài. Đây, muốn cái đập nhìn trông đẹp đúng không? Bởi vì có nói là gì nhỉ? Hickleton is a very beautiful town and people travel here for tourism. People want to know that the dam will not make fewer people want to travel here. Đó, đây. Hickleton đang là một cái thị trấn rất là đẹp và mọi người du lịch đến đây, đúng không? Mọi người đến đây là vì du lịch. Đó, và mọi người muốn biết rằng là con đập sẽ không khiến ít người muốn đến đây du lịch hơn. Đó, nghĩa là họ đang muốn gì? Muốn nhiều người đến đây du lịch hơn, đúng không? Bởi vì cái đập này nó sẽ rất là đẹp. Đó, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng trả lời câu này là gì nhỉ? À, bởi vì là mọi người muốn đến Hickleton để du lịch, đúng không? Vậy chúng ta sẽ trả lời là bởi vì là mọi người sẽ du lịch, đúng không? Sẽ đến đây du lịch, đến cái chỗ tên là Hickleton để du lịch. Do vậy nên là mọi người muốn là cái đập này trông phải thật là đẹp, được chưa nhỉ? Rồi. Và câu cuối cùng, number 6, chúng ta sẽ cùng xem câu hỏi. According to William Letter, what conclusion can be drawn by about Hickleton? Câu này có hỏi là gì nhỉ? À, theo lá thư của William thì có thể rút ra kết luận gì về Hickleton? A. Most people there are rich. Hầu hết mọi người ở đó đều rất là giàu có. B. The town's people have many questions about the new dam. Câu này có nghĩa là người dân thị trấn có rất là nhiều câu hỏi về con đập mới này. C. Not many tourists want come to visit Hickleton. Câu này có nghĩa là không có nhiều khách du lịch đến thăm Hickleton. And D. There are plenty of jobs available here. Có rất là nhiều công việc có sẵn ở đó. Vậy chúng ta thấy thông tin cuối cùng trong bài nhá. Đoạn cuối cùng ấy, chúng ta có thấy có nói là gì nhỉ? Finally, I would like to know about how the dam will look. Cuối cùng thì tôi muốn biết con đập sẽ trông như thế nào. Đó. Vậy thấy rằng là người dân ở đây đang có rất là nhiều gì? À, rất là nhiều những câu hỏi, đúng không? Hỏi về cái đập này. Mọi người đây có giàu không? À không, đúng không? Không hề nhắc đến việc giàu có hay là không. À không có nhiều du khách đến Hickleton, đúng không? Không đúng, đúng không? Trong bài còn nói là gì? People travel here for tourism. Mọi người du lịch đến đây là bởi vì du lịch thôi nhá. Mọi người chủ yếu đến đây là vì du lịch mà. Còn đáp án đi là có rất nhiều việc làm có sẵn ở đây thì cũng không đúng, đúng không? Trong bài còn nói đến là gì nhỉ? Vừa chúng ta nghe đấy, đúng không? Chúng ta có nói đấy. Hiện tại thì
không phải là có nhiều việc làm ở đây nhá. Do vậy nên câu số 6 thì các bạn sẽ thấy rằng đáp án chính xác nhất là đáp án B. Người dân ở đây sẽ đang có rất là nhiều câu hỏi về cái đập này nhá. Đó, này, câu cuối cùng này. I would like to know about how the dam will look. Cuối cùng tôi muốn biết con đập sẽ trông như thế nào. Và bên trên này có rất là nhiều câu hỏi mà tác giả đã đưa ra. Đó là đang trình bày về cái mong muốn của người dân địa phương về con đập này nhá. Rồi, bây giờ chúng ta hoàn thành xong phần B. Các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo, listen and read. Bài này bây giờ chúng ta sẽ nghe và đọc lại. Các em sẽ cùng nhau nhìn vào bài văn. Chúng ta sẽ nghe file nghe. File nghe số 54. C. Listen and read. Thetford Energy, 114 Clasper Way, Hickleton, DN5 7XR. Dear sir or madam, my name is William Thornbury, and I am a journalist for the Hickleton Herald newspaper. I am researching for an article about the hydroelectric dam in Hickleton. I am writing to ask for more information about the project. I would like to know how long the project is going to take. There are many unemployed people in Hickleton, and more jobs would help a lot. People would be happy to hear that the project will finish quickly and jobs will be available soon. Could you also tell me about its environmental impact? Dams require a reservoir to be made and the water of a river has to be redirected. The local people would be happy to hear that it will not cause much environmental damage. I would also appreciate you telling me about how energy prices may change. The prices are very high here. It would be great to report that the prices will decrease. Finally, I would like to know about how the dam will look. Hickleton is a very beautiful town and people travel here for tourism. People want to know that the dam will not make fewer people want to travel here. I look forward to hearing from you. Yours faithfully, William Thornbury, Hickleton Herald Newspaper. Rồi, chúng ta vừa nghe xong phần C và bây giờ các em sẽ chuyển tiếp tục sang phần D. Chúng ta cùng đọc yêu cầu đề bài. In Pierre, what other question would you like to ask why? Phần cuối cùng có yêu cầu là gì? Hãy làm việc theo cặp. Bạn muốn hỏi những câu hỏi nào khác không? Và tại sao? Bây giờ chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Theo như tôi được biết thì khi mà xây đập thủy điện do cái dòng chảy cạn kiệt, đúng không? Phía hạ lưu thì nhiều vùng bị xâm thực, nước biển dâng cao thì đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống. Vậy làm cách nào để khắc phục tình trạng này xảy ra khi mà xây đập thủy điện, đúng không? Hay là gần đây thông tin cho rằng là cứ xây cái hồ thủy điện là sẽ gây lũ lụt là hoàn toàn oan cho các dự án thủy điện, đúng không? Vậy trên thực tế thì hồ thủy điện đã gây ra lũ lụt chưa, đúng không? Và cách khắc phục nó thì như thế nào? Đó, bây giờ chúng ta có thể là có, chúng ta sẽ chọn một câu hỏi nhé. Rồi chúng ta sẽ chọn câu hỏi ví dụ như là cái đập thủy điện khi mà xây dựng ấy thì nó có gây ra lũ lụt cho người dân hay không, đúng không? Đó là một điều chúng ta muốn biết, đúng không? Rồi, ok. Nào, các em sẽ cùng nhau đưa ra câu hỏi cho phần này. Đây là phần reading C. Sorry, reading D. Reading D. Đó, phần đọc, kỹ năng đọc đi. Ví dụ chúng ta có thể nói là gần đây đó có thông tin cho rằng là cứ xây dựng hồ đập thủy điện, đúng không? Xây hồ thủy điện là sẽ gây lũ lụt. Nào, recently it has been reported that có một thông tin cho rằng đấy, đúng không? Building a hydroelectric lake will cause flooding. Xuống dòng nhé. Will cause flooding
which is completely unjust for hydropower project. So, in fact, has the hydroelectric lake caused flooding and how to fix it? Rồi. Đó, gần đây thì thông tin cho rằng là cứ xây hồ thủy điện là gây lũ lụt cho người dân. Và cái điều này là hoàn toàn oan cho các dự án thủy điện. Vậy thì trên thực tế, đúng không? Thì cái hồ thủy điện đã gây ra lũ lụt chưa? Và cách khắc phục nó như thế nào? Đó, chúng ta sẽ nói lại như sau. Recently, it has been reported that building a hydroelectric lake will cause flooding, which is completely unjust for hydropower projects. So, in fact, has the hydroelectric lake caused flooding and how to fix it? Rồi, đó là một câu hỏi chúng ta có thể đưa ra khi mà hỏi về cái việc xây dựng đập thủy điện, đúng không? Bây giờ các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ sang phần writing, kỹ năng viết nhé. Các em sẽ nhìn vào phần writing. Chúng ta cùng đọc câu hỏi trong phần writing. A. Read about using indirect questions in formal letters. Then, read William's letter again and analyze the indirect questions. Bài này có yêu cầu như sau. Hãy đọc về cách sử dụng câu hỏi gián tiếp trong thư trang trọng. Sau đó, đọc lại bức thư của William và gạch chân dưới những câu hỏi gián tiếp đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc phần writing skill, kỹ năng viết. Using indirect question in informal letter. Sử dụng câu hỏi gián tiếp trong thư trang trọng. Chúng ta sẽ cùng đọc nhé. When writing formal letters to request things or information, you should use indirect questions. They are more polite and give you a better chance of getting a positive response. Câu này có nghĩa là khi viết thư trang trọng để yêu cầu điều gì đó hoặc là yêu cầu thông tin, bạn nên sử dụng câu hỏi gián tiếp. Và chúng sẽ lịch sự hơn và cho bạn cơ hội tốt hơn để nhận được một phản hồi tích cực. Ví dụ direct trực tiếp này. How much it will cost? Nó có giá bao nhiêu, đúng không? Indirect, gián tiếp. Could you tell me how much it will cost? Bạn có thể cho tôi biết là nó có giá bao nhiêu không, đúng không? Indirect question can be in the form of statements as well as questions. Vậy câu gián tiếp, câu hỏi gián tiếp có thể ở dạng câu khẳng định như là câu hỏi. Ví dụ, would you mind telling me about the emission? Câu này có nghĩa là bạn có phiền cho tôi biết về lượng khí thải không? Hay là I would be interested in learning about the emissions. Tôi sẽ quan tâm đến việc tìm hiểu về lượng khí thải. Rồi, bây giờ các bạn sẽ mở lại phần bức thư của William. Và chúng ta sẽ gạch chân tiếp tục những câu hỏi, những câu, đúng không? Mà đó là câu gián tiếp trong thư của William. Vậy các em sẽ cùng xem lại. Trong bài đọc của William, chúng ta sẽ tìm được các câu sau đây. Các em có thể xem nhé.
Đầu tiên có nói là gì nhỉ? I would like to know how long the project is going to take. Đó, đây chính là câu đầu tiên. Tôi muốn biết dự án sẽ mất bao lâu. Đây. Rồi, và phần này thì cô sẽ đóng ngoặc nhé. Vừa đóng ngoặc vừa gạch chân để cho các bạn thấy rõ hơn, phân biệt với cái phần còn lại. Đó, câu đầu tiên. Câu thứ hai, có một câu hỏi đó là gì nhỉ? Could you also tell me about its environmental impacts? Đây. Đó, bạn cũng có thể cho tôi biết về tác động môi trường của nó được không? Đây. Đây chính là câu hỏi gián tiếp. Đó. Cô sẽ vừa gạch chân vừa đóng ngoặc vào nhé. Ok, next one, number 3. Câu số 3. Em cũng có thể thấy đây. I would also appreciate you telling me how electricity prices may change. Tôi cũng sẽ đánh giá cao việc bạn nói cho tôi biết là giá điện có thể thay đổi như thế nào. Đây, đó. Câu này chính là câu gián tiếp. Rồi, chúng ta vừa đóng ngoặc và gạch chân vào. Đó. Và câu cuối cùng chúng ta sẽ thấy đó chính là câu I would like to know about how the dam will look. Đó. Vậy là tôi cũng muốn biết là con đập sẽ trông như thế nào, đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn. Đó, vậy trong bức thư của William thì chúng ta đã tìm ra được 4 câu hỏi gián tiếp nhé. 4 câu hỏi gián tiếp. Bây giờ chúng ta vừa hoàn thành xong. Bây giờ các bạn sẽ làm phần B. Writing B. Nào, các bạn sẽ đọc yêu cầu phần writing B. Rewrite the question to be indirect using the prompts. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy viết lại các câu hỏi gián tiếp bằng cách sử dụng các gợi ý sau đây. Ví dụ câu số 1. Chúng ta sẽ xem câu số 1 nhé. How long will the project take? Câu này hỏi là gì? À, dự án sẽ kéo dài bao lâu đây, đúng không? Vậy các bạn sẽ thấy rằng là có một câu là gì? I good hoặc là I interested hay là knowing ở đây, đúng không? Bây giờ các bạn sẽ viết lại câu sử dụng những từ này. Đó, I good interested knowing gì đấy ở đây. Vậy chúng ta sẽ biết tất cả là có 5 câu, đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng nhau làm phần này nhé. Người ta cho cái từ gợi ý sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ cần thêm hoặc là bớt từ vào để viết cho nó đúng thôi. Nào, đây là phần writing B. Cô sẽ viết ra đây nhé. Rồi, number 1, câu số 1. Bây giờ hỏi là tôi muốn biết dự án sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta sẽ nói là gì? I would be interested in I would be interested in knowing how long the project will take. Đó, tôi muốn biết rằng dự án sẽ kéo dài bao lâu. Ok, number 2, câu số 2. Chúng ta có xem nhé. What will the wind farm look like? À, cái trang trại gió trông như thế nào, đúng không? Bây giờ viết lại là would mind telling me. Đó. Vậy có thể nói là gì? Would you mind, đúng không? Telling me. Đó, bạn có thể cho tôi biết, đúng không? Bạn có phiền bạn có thể cho tôi biết rằng là trang trại gió sẽ trông như thế nào không? Bây giờ các bạn sẽ nói là gì nhỉ? Would you mind? Đó. Sau từ mind thì từ telling thì các bạn sẽ tell sẽ chuyển thành đuôi ing nhé. Would you mind telling me what? Đó, sau what đến chủ ngữ luôn.
là What the Wind Farm. Will, đúng không? Đến động từ will. Look like. Đó. Chưa nhỉ? Thế chúng ta sẽ dùng như vậy. Would you mind telling me what the wind farm will look like? Number 3, câu số 3. Will electricity prices decrease? Câu này có hỏi là giá điện có giảm phải không? Giá điện sẽ giảm phải không? Bây giờ viết lại là gì? Bạn có thể nói cho tôi biết, đúng không? Giá điện có giảm không? Đó, vậy chúng ta sẽ nói là gì? Đầu tiên viết tương tự như vậy nhá. Could này. Could you tell me? Được chưa? Câu này sẽ nói là could you tell me? Bạn có thể nói cho tôi. Đến từ weather này. Rồi đến chủ ngữ. Chủ ngữ là gì? Electricity prices. Đó, đến gì? Will decrease. Đó, bạn có thể nói cho tôi biết là giá điện có giảm không? Ok, next number 4. Câu số 4 nào. Câu số 4 là gì nhỉ? Will the power plant make a lot of noise? Nhà máy điện thì có ồn ào không? Đúng không? Có gây ra tiếng ồn hay không? Bây giờ chúng ta sẽ nói là gì? Tôi đang băn khoăn. Mình có từ wondering là băn khoăn. Tôi đang băn khoăn là không biết là liệu là cái nhà máy điện này có kêu nhiều không? Có gây ồn nhiều không? Đúng không? Vậy chúng ta sẽ nói là gì? Bây giờ wondering là thêm đuôi ing rồi. Vậy các bạn sẽ dùng là I was wondering whether. Rồi đến chủ ngữ. Vậy whether the power plant will make a lot of noise. Đó. Tôi đang băn khoăn là không biết cái máy điện này nó kêu nhiều không, có gây tiếng ồn nhiều không. Đúng không? And the last one, number 5. How much pollution will it create? Câu này có hỏi là vậy thì nó sẽ tạo ra bao nhiêu ô nhiễm, đúng không? Bây giờ nói là gì? I would like to know đây, đúng không? Tôi muốn biết là nó sẽ tạo ra bao nhiêu ô nhiễm nhá. Vậy tôi muốn biết, các bạn sẽ nói là I would like. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói là I would like. Tôi muốn biết đây rồi. To know. Tôi muốn biết. I would like to know how much pollution it will create. Đó. Tôi muốn biết nó sẽ tạo ra bao nhiêu ô nhiễm, được chưa? Rồi, I would like to know how much pollution it will create. Rồi, chúng ta vừa hoàn thành xong phần grammar, phần writing B, nghĩa là viết từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Bây giờ các bạn sẽ làm phần tiếp theo, đó chính là phần speaking. Bây giờ các em sẽ nhìn vào phần speaking nhé. Chúng ta cùng đọc yêu cầu đề bài. George, a reporter researching for an article about projects to reduce global warming. In PRS, look at the energy projects below. Discuss what information you would like to know about each of them. You can use the prompts to help you. Discuss why you want to know each piece of information. Bài này có yêu cầu như sau. Bạn là một phóng viên đang nghiên cứu cho một bài báo về các dự án nhằm giảm sự nóng lên toàn cầu. Hãy làm việc theo cặp. Nhìn vào các dự án năng lượng dưới đây. Thảo luận về những thông tin bạn muốn biết về mỗi người trong số họ.
và bạn có thể sử dụng lời nhắc để giúp bạn. Thảo luận về lý do tại sao là bạn muốn biết từng mẫu thông tin sau đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn phần ví dụ nhé. I would like to know what the wind farm will look like. Why? Because it is a tourist town. Fewer people might travel there if it is ugly. Câu này có nói như sau. Tôi muốn biết trang trại gió sẽ trông như thế nào. Tại sao? À, bởi vì là nó là một thị trấn du lịch và ít người có thể đi du lịch ở đó nếu mà nó xấu, đúng không? Nếu nó xấu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào các thông tin dưới đây. Chúng ta có times, thời gian này, cost, giá tiền này, đúng không? Jobs, công việc như thế nào? Pollution, sự ô nhiễm. Appearance, vẻ bề ngoài của nó như thế nào? Electricity prices, giá điện. And noise, tiếng ồn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem hai phần. Đầu tiên, nuclear power station in Mansfield. Đó là nhà máy điện hạt nhân ở Mansfield, đúng không? Mansfield. Vậy chúng ta sẽ xem Mansfield. Đầu tiên là Mansfield này. Crowded city. Đây là một thành phố đông đúc. High unemployment. Có một tỷ lệ thất nghiệp rất là cao. Bad air quality. Chất lượng không khí thì kém. Few open area. Có rất là ít khu vực mở, đúng không? Many office buildings. Có nhiều tòa nhà văn phòng. And high electricity prices. Tuy nhiên thì giá điện rất là cao. Tiếp tục. Wind farm off the coast of Chapstow. Trang trại gió ngoài khơi Chapstow. Chapstow, đây chúng ta xem Chapstow là một khu vực như thế nào nhé. Tourist town, đây là một thị trấn du lịch. Many fishermen, có rất nhiều ngư dân nhé. Nhiều ngư dân. Good air quality, chất lượng không khí rất tốt. Beautiful beaches, có nhiều bãi biển đẹp. Very quiet and peaceful, rất là yên tĩnh và thanh bình. Low electricity prices, tuy nhiên thì giá điện rất là thấp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những thông tin này. Thảo luận về Mansfield hoặc là Chapstow. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Đầu tiên có thể nói là gì nhỉ? Tôi muốn biết là nhà máy điện hạt nhân ở Mansfield, đúng không? Đó. Vậy người kia hỏi tại sao lại muốn biết, đúng không? Thì có thể nói là gì? Bởi vì không ở nơi đó chất lượng không khí rất là tốt và giá điện rất thấp. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết lại câu hỏi này một lần nhé. Rồi, đây là chúng ta sẽ vào phần speaking. Speaking A. Đầu tiên bây giờ người A có thể nói là gì? I would like to know. About it. I would like to know about a nuclear power station. In Mansfield. Đó, tôi muốn biết về cái nhà máy điện hạt nhân ở Mansfield ấy, đúng không? Người B hỏi là why? Tại sao lại muốn biết, đúng không? Đó, bây giờ người A sẽ trả lời là gì nhỉ? Because. The air quality is, now Mansfield, air quality is bad. Bởi vì chất lượng không khí ở đây rất là xấu, đúng không? And
The electricity price. Is high. Đó. Bởi vì không khí, chất lượng không khí ở đây rất là xấu. Và cái giá điện ở đây thì rất là gì? Rất là cao. Bây giờ tôi muốn biết thêm về cái thông tin ở đây như thế nào, đúng không? Đó, rồi. Các em có thể đặt những câu hỏi tương tự như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần B. Phần B có yêu cầu như sau. Rồi trước khi chuyển phần B, các bạn sẽ đọc lại yêu các bạn lần nữa nhé. I would like to know about nuclear power station in Mansfield. Why? Because the air quality is bad and the electricity price is high. Rồi, tôi muốn biết thông tin về cái nhà máy điện hạt nhân ở Mansfield. Tại sao, đúng không? Tại sao lại muốn biết? Bởi vì là không khí, chất lượng không khí ở đây rất là xấu và giá điện ở đây thì rất là cao. Đó. Đó, vậy thì khi mà xây dựng cái nhà máy điện hạt nhân lên, đúng không, thì chất lượng không khí sẽ được cải thiện và cái giá điện thì sẽ được gì, sẽ được giảm xuống, đúng không, giảm thấp xuống một chút. Rồi bây giờ chúng ta sang phần B nhé. Chúng ta đọc yêu cầu phần B như sau. True one project. Note the foremost information question you want to ask about it and the reasons and opinions for asking. Bài này có yêu cầu như sau. Hãy chọn một dự án. Lưu ý là bốn câu hỏi quan trọng nhất, đúng không, mà bạn muốn hỏi về nó và lý do và ý kiến để hỏi là gì. Bây giờ chúng ta có question, bốn câu hỏi đưa ra là gì? Reason and opinion, đó, đưa ra nguyên nhân, đúng không, và ý kiến. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau thực hành. Đầu tiên chúng ta có thể lấy ví dụ như hỏi về wind farm đi nhá, hỏi về trang trại gió cho nó khác đi. Rồi, nào bây giờ có thể hỏi là tại sao trang trại gió là một thị trấn du lịch? Đó, tourist town mà, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ hỏi là why is a wind farm a tourist town? Đó, tại sao đây là một thị trấn du lịch? Đúng không? Vậy chúng ta sẽ thấy rằng đọc trong tin thông tin trong bài thấy là nó có cái gì nhỉ? Có rất nhiều bãi biển đẹp và chất lượng không khí thì rất tốt, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có là gì? Chẳng, chúng ta trả lời phần này. Have beautiful beaches. Đó, rất là nhiều bãi biển đẹp. Beautiful beaches. Có nhiều bãi biển đẹp này. And good air quality. Và chất lượng không khí thì rất là tuyệt vời, đúng không? Rất là tốt. Đó, and good air quality. Rồi, bây giờ câu hỏi số 2 mình có thể hỏi là tại sao trang trại gió lại có giá điện thấp? Đúng không? Đó. Nào, bây giờ hỏi có thể là tại sao trang trại gió lại có giá điện thấp? Why do wind farms have low electricity price? Đó. Tại sao trang trại gió lại có cái giá điện rất là thấp? Low is electricity prices. Vậy chúng ta thấy rằng là bởi vì là gì? Trang trại gió có khả năng là tạo ra điện, đúng không, để người dân sử dụng mà không cần đến nguồn nhiên liệu hóa thạch nhá. Đó, vậy thì gió có thể tạo ra điện. Chúng ta có thể trả lời là gì? Wind farm generate, tạo ra điện, electricity. Đó. Without, mà không cần phải có các nhiên liệu hóa thạch. Vậy without fossil fuel chẳng hạn. Đó, without fossil fuel, mà không cần nhiên liệu hóa thạch. Ok, number 3, câu số 3. Chúng ta xem có thể hỏi là gì nhỉ? Ví dụ như là tại sao trang trại gió lại là một thị trấn du lịch nhưng lại rất yên tĩnh và thanh bình?
Đúng không? Đấy, rất là yên tĩnh và thanh bình. Why is a wind farm quiet and peaceful? Đó, chúng ta hỏi ngắn rồi. Tại sao cái trang trại gió lại rất yên tĩnh và thanh bình, đúng không? Chúng ta thấy rằng bởi vì là gì nhỉ? Chính quyền và nhân dân địa phương ở đây ban hành một cái số quy định liên quan đến an ninh và môi trường, đúng không? Ví dụ như là gì nhỉ? Cấm xả rác tại bãi biển này, rồi hay là không gây ồn ào hay là gây bất trật tự ở những nơi công cộng, đúng không? Có thể nói là gì nhỉ? Có thể như là gì nhỉ? Chính quyền địa phương đã có một cái quy định. Have a regulation. Regulation đã có những cái quy định. Ví dụ như đó. Ban litter, cấm xả rác này. At the beach. Hoặc là no noise đó, không gây tiếng ồn, đúng không? Đấy, rất nhiều những quy định khác. Và câu cuối cùng chúng ta có thể hỏi là có thể nói là tại sao những ngư dân ở đây làm việc có việc làm ổn định đi, đúng không? Đó, tại sao những ngư dân ở đây có việc làm ổn định, hay là những ngư dân ở đây có việc làm ổn định không? Do the fishermen, the fishermen have stable job? Have stable job. Đó. Những người dân ở đây có việc làm ổn định không? Vậy chúng ta thấy rằng là đây là một cái thị trấn du lịch, đúng không? Nên là ngoài cái việc đánh cá thì họ có những cái nghề khác để tăng thêm thu nhập, như là hướng dẫn viên du lịch này, hay là bán đồ lưu niệm này, đúng không? Bán đồ lưu niệm thì cũng có rất là, nghĩa là buôn bán thì cũng có những cái vốn riêng, đúng không? Vậy thì đây sẽ là một, đây là một nơi có những việc làm ổn định, đúng không? They can do many job. They can do many job. Đó, chúng ta có thể lấy ví dụ như là tour guides or selling souvenir. Đó. Họ có rất nhiều việc làm khác nữa, đúng không? Ví dụ như là làm hướng dẫn viên du lịch, hay là bán đồ lưu niệm. Đó. Rồi. Đây là một số câu hỏi mà chúng ta có thể đưa ra, đúng không? Và chúng ta đã tìm được câu trả lời của nó. Bây giờ Ken sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta nhìn vào phần Let's Write. Cùng viết bài nhé. Now, write a letter to the organization in charge of the energy project. Ask them for detailed information about it. Use the writing skill box, the reading models, and your speaking notes to help you. Write 150 to 180 words. Bài này có yêu cầu như sau. Bây giờ, hãy viết một lá thư cho tổ chức phụ trách dự án năng lượng. Hỏi họ, đúng không? Yêu cầu họ là cung cấp thông tin chi tiết về nó. Và hãy sử dụng hộp kỹ năng viết, các bài đọc mẫu và phần ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Và chúng ta sẽ viết khoảng 150 đến 180 từ. Rồi bây giờ viết một lá thư về một cái tổ chức dự án năng lượng đó. Và chúng ta có thể thấy rằng là có rất là nhiều tổ chức dự án năng lượng, đúng không? Bây giờ chúng ta có thể viết về một dự án năng lượng, ví dụ như là ở dự án Nuclear Power Station đây chẳng hạn nhá. Đó, một cái xây dựng nhà máy hạt nhân ở Mansfield chẳng hạn, đúng không? Đó, thì nó có những cái ưu điểm hay nhược điểm gì? Đó, bây giờ các bạn sẽ cùng nhau nhìn vào phần bài mẫu nhé. Cô đã viết giúp các bạn. Các
Các bạn sẽ cùng nhau nhìn vào bài mẫu và xem bài mẫu chúng ta có thể học tập được những cái điểm gì trong phần bài mẫu này. Chúng ta sẽ cùng xem. 33rd Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, District 7, Hồ Chí Minh City. 700,000. Chúng ta sẽ viết đây là địa chỉ đây, đúng không? Số 33 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, đúng không? Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đã, đây là mã số thôi, 700,000. Chúng ta sẽ cùng xem bài mẫu. Dear Sir and Madam, or Madam, my name is Glenn Helwitt, and I am a journalist for the Saigon Prophet. I'm researching an article about the nuclear power station in Mansfield. I'm writing to ask you some question about the project. Rồi, đầu tiên là thưa ông hoặc bà, đúng không? Tên tôi là Glenn Helwitt và tôi đang là nhà báo của một tờ Tiên tri Sài Gòn, đúng không? Và tôi đang nghiên cứu cho một bài viết về cái nhà máy điện hạt nhân ở Mansfield. Và tôi viết bức thư này để hỏi bạn một số câu hỏi về cái dự án. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái dự án này nhé. I would be interested in knowing how many jobs this project will create. Mansfield currently has high unemployment. The city needs lots more jobs to be created. Đầu tiên là gì nhỉ? Tôi muốn biết dự án này sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm, đúng không? Mansfield hiện là có tỷ lệ thất nghiệp rất là cao và cái thành phố này thì cần nhiều việc làm hơn được tạo ra, đúng không? Could you also let me know about the pollution caused by the power plant? The air quality is already low. It really shouldn't get any worse, but will hopefully improve. Câu này có nói là gì? Bạn cũng có thể cho tôi biết về ô nhiễm do nhà máy điện gây ra được không? Đúng không? Chất lượng không khí đã rất là thấp rồi và nó thực sự là không nên tồi tệ hơn, nhưng mà hy vọng sẽ được cải thiện. I would appreciate you telling me if electricity prices will change. Electricity is expensive already. It would be great if the prices were to decrease. Tôi cũng sẽ đánh giá cao bạn nếu mà bạn cho tôi biết rằng nếu mà giá điện sẽ thay đổi. Điện thì hiện đã rất là đắt rồi, đúng không? Và sẽ thật là tuyệt nếu mà giá điện sẽ giảm xuống. Finally, I would like to know about any dangers related to the project. Some people are scared about nuclear energy. The people of Mansfield would like to know that it is going to be safe. Và điều cuối cùng tôi muốn biết đó là về bất kỳ mối nguy hiểm nào liên quan đến cái dự án này. Một số người thì rất là sợ hãi về năng lượng hạt nhân. Người dân Mansfield thì muốn biết rằng nó sẽ an toàn. I look forward to hearing from you. Your faithfully, Glenn Helwitt, Saigon Prophet. Và tôi rất là mong muốn được nghe tin từ bạn. Trân trọng, đúng không? Ký tên Glenn Helwitt, Saigon Prophet. Rồi, đó. Vậy bài này đã đưa ra một cái thông tin, đúng không? Đầu tiên là có hỏi đến về thông tin đầu tiên tên là gì này. Đó, đang làm cái nghề gì này, đúng không? Đang nghiên cứu về cái dự án này. Và bây giờ đưa ra một vài câu hỏi. Trong các đoạn tiếp theo, đấy, trong các đoạn phần thân bài, thì tác giả cũng đưa ra các câu hỏi khác nhau liên quan đến nghề nghiệp này, đúng không? Hay là liên quan đến chất lượng không khí, đúng không? Cái việc ô nhiễm môi trường đấy. Ngoài ra còn hỏi là giá điện có thay đổi không? Hay là cái nhà máy điện hạt nhân này có gây nguy hiểm cho người dân hay không? Đó, và cuối cùng kết thư thì người ta còn nói là gì? I look forward to hearing from you. Tôi rất là mong chờ được nghe từ bạn. Sau đó thì your faithfully phần kết và cuối cùng là ký tên của mình. Rồi, vậy đó là một bài viết hoàn chỉnh nhá, đưa ra được các yêu cầu và đầy đủ các phần từ phần mở đoạn, đúng không? Phần mở thư đó, phần thân của bức thư đưa ra các yêu cầu và phần kết của bức thư ký tên được, đúng không? Rồi, vậy bài ngày hôm nay chúng ta đã học được cái gì nhỉ?
À, trong bài ngày hôm nay các bạn đã học được đầu tiên là các bạn đã được nghe, đúng không? Nghe và chọn đáp án đúng về một cái việc xây dựng, đó chính là xây dựng nhà máy điện hạt nhân của bạn Emma. Và tiếp theo thì các em đã được học, được đọc cái đoạn lá thư này, đúng không? Và từ lá thư này thì các em đã được suy ra cách viết của một lá thư cá nhân, đúng không? Đưa ra yêu cầu về các thông tin chi tiết, giống như phần Let's Write các em vừa làm. Và trong phần Writing Skill thì các em đã học được cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp dựa vào các câu I would, rồi là would you mind, could you tell me, I was wondering, hay là I would like to know. Đó, trong phần speaking thì các bạn cũng đưa ra được các câu hỏi và lý do ý kiến của mình, tại sao mình lại đưa ra được câu hỏi đó. Và bài ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn các em đã cùng cô học hết bài và lắng nghe từ đầu đến cuối buổi học ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lờ dạy hay.com. Goodbye!